và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Thanh Bình lên tiếng về tin đồn tan vỡ Ngọc Lan hôn con tại Thái Lan. Hai mẹ con nữ diễn viên và những người bạn thân thiết đã cùng nhau đi du lịch cho các nhóc tì vui chơi ở nước ngoài. Vì ông xã bị quay phim ở tỉnh xa, nên nữ diễn viên tranh thủ thời gian đưa cậu con trai vi vu trước khi bước vào các dự án truyền hình khác. Ngọc Lan đưa con trai đi chơi lúc vắng chồng, hai mẹ con hôn nhau thắm thiết. Vừa qua trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã chia sẻ khá nhiều hình ảnh đi du lịch Thái Lan với con trai và bạn bè. Theo đó, nhóc tì được mẹ đưa đi tham quan những nơi nổi tiếng ở nước ngoài. Đây cũng là một trong những lần ít ỏi hai mẹ con cùng đi chơi xa mà thiếu sự xuất hiện của Thanh Bình. Ngọc Lan chia sẻ, lêu lêu ba đi Hà Nội làm đi nha, hai mẹ con đi chơi, ba không được ganh tị nha. Ba ráng làm kiếm xiền cho hai mẹ con đi nữa nha. Lô Yêu giờ ngoan lắm nên mẹ có thể đi du lịch với Lô Yêu mà không cần ai theo phụ luôn nè. Cậu con trai cưng được mẹ đưa đi ăn uống, thăm đình chùa tại Thái Lan. Theo như tiết lộ của nữ diễn viên thì, ông chủ đi đợt này hư quá, mê chơi, không thèm ăn gì hết bà con ơi. Hai mẹ con ghi lại rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Sau bao thời gian tức bực ở phim trường thì những lúc được ở gần Lô Yêu đều làm Ngọc Lan rất hân phấn. Tuy nhiên khung ảnh hai mẹ con hôn môi cũng khiến mọi người chú ý, vì hầu như với trẻ em thì việc hôn trực tiếp đều rất hạn chế dù là người thân. Thanh Bình chính thức lên tiếng về tin đồn đã đường ai nấy đi với vợ. Thời gian gần đây, mối quan hệ vợ chồng Ngọc Lan Thanh Bình khiến khán giả quan tâm khi cả hai không xuất hiện cùng nhau nữa. Và trang cá nhân cũng chẳng đăng tải hình ảnh hay lời ngọt ngào như trước. Chính điều đó đã xuất hiện tin đồn họ trục trặc. Ngay lúc này, từ phía nam diễn viên cho hay, dạo này hai vợ chồng ít chụp hình chung trên Facebook do Bình toàn đi phim tỉnh có khi gần 20 ngày, không có sóng điện thoại nên mình dành thời gian hết cho công việc. Thành ra hai vợ chồng không có nhiều thời gian dành cho nhau. Ngoài ra thì thời gian làm việc của hai vợ chồng khác nhau, con cũng lớn rồi nên tình yêu không còn nồng cháy như ban đầu, giờ mình chuyển sang một tình yêu ý nghĩa hơn. Ngọc Lan và Thanh Bình chính thức về chung một mái nhà vào tháng 7/2016, đến nay họ đã có những hơn 3 năm hạnh phúc bên nhau. Nói đến ông xã, Ngọc Lan luôn bày tỏ sự hạnh phúc vì tìm đúng người đàn ông có trách nhiệm yêu thương vợ con. Nam diễn viên dội quán xuyến việc nhà hơn bà xã, lại còn biết cách làm cô bất ngờ trong các dịp đặc biệt. Anh từng tặng cô chiếc xe hơi 2 tỷ đồng trong sinh nhật khiến công chúng trầm trồ.